đi xe học về bị lật xe hai giáo viên tử vong một người nguy kịch đang lên dốc chiếc xe bán tải chở ba giáo viên bất ngờ lật đường và lật xuống vực sâu khiến hai người tử vong một người nguy kịch tối ngày 2 tháng 10 ông lô văn liễu bí thư xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong một người nguy kịch theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, thầy Sông Bá Cha, hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Lợi Hay, đi trên chiếc xe ô tô bán tải với thầy hiệu phó Nguyễn Đình Dân, sinh năm 1974, và cô giáo Lữ Thị Khuyên, sinh năm 1989, trú xã Mỹ Lý, từ trường ra ngoài xã. Khi đang đi trên đường khe kiện đoạn qua bản Yên hoài xã Mỹ Lý, chiếc xe này lên dốc để vượt qua đoạn đường khó. Đang leo dốc, chiếc xe bán tải bất ngờ lệch khỏi đường và lật xuống vực sâu hàng chục mét. Tại hiện trường, chiếc xe bán tải nằm ở mép sông bị biến dạng hoàn toàn, vụ tai nạn đã khiến ba người bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến giải cứu ba người ra khỏi xe và đưa đi trạm y tế cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng thầy dân và cô khuyên đã tử vong trước đó, riêng thầy cha đang được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc hiện chiếc xe ô tô gặp nạn vẫn đang nằm ở mép sông, chưa được đưa lên.